mình nhổ hai răng mất, nhổ hai răng khôn mất 20 phút. Các sĩ đánh giá là chắc, rất là khó nhổ, nhưng mà các bác sĩ tay nghề rất là ok. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Tùng Lâm, mình đến từ Bắc Ninh. Mình là khách hàng của nha khoa Hoàng Dung là 6 tháng, mình nhớ rằng ở đây được 6 tháng rồi. Mình hiện tại đang làm công việc tự do, mảng về xây dựng hình ảnh. Trong khoảng thời gian niềng răng thì lúc đầu thì mình hơi khó chịu vì chưa quen, hơi bị vướng. Còn lại thì mình thấy bình thường. Ăn uống thì đã ok rồi, mình mới nhổ răng và hôm qua mình đã ăn cơm rồi. Mình niềng răng thì được các bác sĩ là khuyên là nhổ răng 8, răng khôn. Hôm kia là mình đã nhổ hai cái răng khôn ở bên trái. Cảm giác mình sợ, mới đầu mình sợ nhưng mà lúc nhổ thì mình cũng không thấy đau, không có cảm giác đau và về nhà thì chỉ hơi ê thôi. Bây giờ thì đã ăn uống bình thường. Về mình trình độ của các bác sĩ ở nha khoa Hoàng Dung thì mình hoàn toàn yên tâm, nhổ răng không cảm thấy đau và mình còn không biết là nhổ răng xong rồi. Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn các bác sĩ ở nha khoa Hoàng Dung đã thực hiện ca nhổ răng này của mình. Chúc các bác sĩ mạnh khỏe, công tác tốt. Nếu các bạn có nhu cầu nhổ răng thì hãy đến với nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh, một cơ sở rất là uy tín, chất lượng, hiện đại.